Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và được cùng anh bước tiếp hết cuộc đời, vì em đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta khi nắng ban mai ươm đầy chua mặn đầy. Oh no.